chân hạnh phúc chớ tìm nơi nào khác. Không giống cầu mà sẵn ở trong ta. Hướng ra ngoài tìm kiếm lại càng xa. Câu Phật hiệu Di Đà là hạnh phúc. Tây phương có Phật Di Đà, như cha lành xót thương đàn con, tâm từ ngài luôn cứu giúp chúng sanh bao đời trong luôn sáu đường khổ đau. Nếu ai tâm thành thiết tha ngài đem tin tâm với câu lục từ mà không trong nhân sinh mê mờ tâm tôi. Khi mỗi gối chọn chân thì mãi tóc xanh cũng đã phai. Sáng ở tương lai. Nhưng định luật vô thường vốn dĩ đã đổi thay, lưỡi búa thời gian luôn cướp đi mạng sống của con người. Vậy mà ta cứ mãi vui cười trong căn nhà lửa đang thương, chờ cổ xe vô thường đưa ta về cõi chết. Gặp cảnh hải hùng trong giông tố, làm con thuyền chao đảo giữa xa khơi. Phật tổ khuyên cặn kẽ biết bao lời, ta cứ mãi chần chờ không dân bước. Bao năm qua ta dung rủi chạy theo sắc tài danh lợi, thì cuộc đời ta cũng mấy phen ngân lệ tuôn dài. Khổ trí lao tâm đến tiều tùy hình hài, như trẻ thơ xây lâu đài trên bãi biển, mà cứ ngỡ là được bền chắc an vui. Vô tình lớn sống lắm vui, bao ngày nhọc sức bây giờ còn đâu. Trải qua những cuộc bể nhau xanh mới đó bắt đầu rồi đây. Ôi ba vạn sáu ngàn ngày ngắn ngủi, ta đam mê theo đuổi bờ hành.
câu A Di Đà Phật. Chẳng quá nhọc công không hề tốn kém mà được giảng sanh nơi Phật cảnh A. Từng hạt chuối trên tay là từng câu niệm Phật chân thành. Nơi đất Phật trang nghiêm phước bao, nghiệp thức nhẹ nhàng không phiền lụy mãi mãi. Kiếp luân hồi nhân quả trả dai, về cực lạc quá khai kiến Phật. Tính hạnh nguyện phải luôn chắc thật, đó là hành trang người tu tịnh độ chuyên cần. Nam mô sẽ thấy sự nhiệm màu nơi cảnh giới Tây Phương. Đi khắp cõi cúng dường chư Phật, chỉ trong sát na nhờ Phật lực phóng qua. Trang nghiêm tịnh độ lạc bán là nơi dưỡng bước sen vàng màu linh. Tùy theo quả vị của mình, liên qua cửu phẩm một ngôi sẵn dành. Bao năm ta mãi phong trần khách, lưu lạc tha phương bỏ quê nhà.